Ở tập đầu tiên, các gương mặt của Sao Nhập Ngũ 2022 đã chính thức lộ diện. Với số lượng 8 nhân vật và sự kết hợp của cả nam và nữ cho thấy đây là một mùa nhập ngũ đặc biệt nhất từ trước đến nay. Sau khi bước qua cánh cổng đơn vị, các nhân vật của chúng ta đã được chứng kiến bộ đội tập luyện với nhiều hạng mục khác nhau. Cảm xúc háo hức nhanh chóng thay thế bằng sự trầm trồ đầy kinh ngạc. Báo hiệu ở phía trước là một chặng đường không hề bằng phẳng. Lễ nhận quân diễn ra nhanh gọn nhưng cũng khiến 8 nhân vật không ít lần giật mình thon thót bởi sự trang nghiêm của môi trường quân đội, sự nghiêm khắc của thủ trưởng đơn vị. Những bỡ ngỡ lúng túng đã bộc lộ ngay trong giây phút đầu tiên khi mà 8 nhân vật chính thức trở thành người chiến sĩ của Sư đoàn Bộ binh 325, Quân đoàn 2 Anh hùng. Thực hiện nhiệm vụ tại Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Bộ binh 101, 8 chiến sĩ mới được biên chế về hai trung đội. Trung đội Nam do Đại đội trưởng Phạm Huy Hùng trực tiếp quản lý, Trung đội Nữ do Trung đội trưởng Phạm Quang Khải chỉ huy. Sau khi chào hỏi làm quen, 4 chiến sĩ nữ khẩn trương bước vào công tác kiểm tra hành lý cá nhân. Khi bước chân vào trong đơn vị, trong khi đó, các chiến sĩ Nam nhanh chóng được Đại đội trưởng quán triệt nội quy và kiểm tra nhận thức về 11 chế độ trong ngày. 11 chế độ trong ngày. Những tình huống dở khóc dở cười đã liên tiếp diễn ra. 8 chiến sĩ mới của chúng ta hầu hết đều mang theo rất nhiều hành lý mà phần lớn là không đúng với quy định của quân đội. Cũng từ đây, hành trình của sự thanh minh giải trình với chỉ huy về từng món đồ mang theo chính thức bắt đầu. Tập 1 kết thúc ở tình huống Duy Khánh đã sức năn nỉ chỉ huy, cố gắng xin được giữ lại chai lằn nách. Hãy tiếp tục theo dõi các nhân vật của chúng ta xử trí như thế nào trong tập 2 này nha. Không quan trọng, đồng chí đánh không? Báo cáo đồng chí, báo cáo đồng chí, báo cáo đồng chí. Báo cáo đồng chí, báo cáo đồng chí. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bọn tôi cũng không thể khẳng định là bọn tôi sẽ không phát mùi, nên là tôi thấy điều đấy là bình thường. Đồng chí Tú, tôi cũng đồng quan điểm với đồng chí Độ ạ. Đấy, các đồng chí đồng đội xung quanh đồng chí. Dạ. Kể cả hoạt động mồ hôi. Tôi có ý kiến ạ. Tôi có ý kiến ạ. Mời đồng chí Thạch. Tôi thì nghĩ rằng nên để đồng chí Khánh giữ lại lăn khử mùi ạ. Bởi vì sẽ không biết trước được là mình có mùi hay không ạ. Sẽ có những ngày ăn uống nó ra những cái chất mà sẽ gây mùi, cho nên là tôi cũng rất ngại ạ. Tôi hỏi nhé, bây giờ đồng chí Khánh này, nếu quá trình hoạt động có mùi, đồng chí có thấy khó chịu không? Tôi sẽ bị ngại ngùng ạ. Tôi sẽ bị ngại ngùng ạ. Nhưng mà đồng chí Khánh là người phát ra mùi. Tôi vẫn e dè ạ. Thế đồng chí có kỳ thị hay xa lánh đồng chí Khánh không? Không xa lánh, nhưng tôi sẽ né một tí xíu ạ. Cũng tương tự như thế, nếu đồng chí có phát ra mùi nhẹ, không ai kỳ thị các đồng chí nha. Thật sự tôi cũng rất cần ạ. Thật sự tôi cũng rất cần ạ. Đó lý do tại sao mà tôi xin cho đồng chí Khánh ạ. Để có bạn cùng thuyền. Bởi vì đồng chí Khánh nếu được thông qua thì tôi cũng vậy ạ. Đây là một cái thử thách đối với công chí. Chúng ta sinh hoạt học tập hàng ngày, huấn luyện mồ hôi có ra, sau đó ta vệ sinh cá nhân hàng ngày là không có vấn đề gì cả. Đó. Đồ của đồng chí Tú rồi. Báo cáo đồng chí đây ạ. Đồng chí giữ lại những nội dung gì? Dạ, tôi giữ lại những nội dung là có... Đồng chí cứ bỏ hết đồ trong túi ra. Dạ. Đây là 4 cái quần xì ạ. Đây, 4 quần chip. Và bàn chải đánh răng này. Sữa rửa mặt này. Kem đánh răng này. Và đây là quyển sổ mà tôi sẽ ghi chép lại cái quá trình mà tôi học tập ở trong đây. Và thêm nữa là tôi sẽ mang theo cây đàn của tôi nữa. Đây là 2 cây đàn đồng chí không? Dạ, coi như 1 cây được không đồng chí? Sao lại coi như 1 cây ạ? Tôi sẽ xỏ nó vào trong này. Đấy, để trở thành nó là một vật phẩm thôi. Đồng chí có thể mở tôi xem cái đàn nhỏ này là đàn gì không? Cái đàn nhỏ này nó là một cái đàn mà nó cũng rất là thú vị. Nó gần giống với cả cái harmonica. Đây. Rồi đồng chí cất đi. Rồi đồng chí cất đi. Rồi đồng chí cất đi. Dạ. Đối với lại cái đàn công gạch và to này, đồng chí xem ở trong phòng này thì đồng chí sẽ để ở vị trí nào? Tôi để ở vị trí này ạ, đầu giường của tôi luôn.
đối với đơn vị quy định là không có để nội dung gì ngoài ba lô của đồng chí. Đàn này đồng chí có đút được vào trong ba lô không? Tôi nghĩ là tôi sẽ xách tay, bởi vì nếu mà có đi hành quân thì cũng phải cần một người làm nghệ thuật đi theo để lâu lâu cổ vũ cho anh em chiến đấu ạ. Tôi sẽ hát những cái bài hát mà nó hoành tráng một tí. À quên. Nó hùng tráng một tí ạ. Được. Riêng đối với nội dung đàn này thì tôi sẽ cho phép để ở trên kho của đại đội sinh hoạt giao lưu văn nghệ, mà đồng chí cần sử dụng tập luyện thì tôi sẽ đưa cho đồng chí. Đồng chí rõ chưa? Rõ. Đồ đồng chí độ đâu? Dạ đây ạ. Báo cáo đồng chí, đây là 4 cái quần lót, sữa tắm, dầu gội đầu, kem đánh răng và dao cạo râu một lần. Rồi đồng chí sắp xếp vào, đồ đồng chí đảm bảo. Đồng chí Khánh nhanh chóng sắp xếp lại đồ đoàn. Các đồng chí có 30 giây để thực hiện nội dung. Gửi kho đại đội, các đồng chí để ở phía trước. Cái này có được không ạ? Được. Hai cái pano phía sau của đồng chí nào? Hai cái pano phía sau của đồng chí nào? Tôi còn 4 cặp lót giày cho các đồng chí nữ thì có được giữ lại không ạ? Đồng chí cứ bỏ vào vị trí gửi kho, khi nào cần sử dụng đến thì chúng tôi sẽ cấp phát lại cho công chí. Còn toàn bộ đồ này là công chí gửi đúng không ạ? Tiểu đội 7 vào vị trí. Tiểu 7, công chí mang hết đồ của các công chí chiến sĩ mới cơ động gửi lên kho của đại đội. Sau đây tôi tiến hành kiểm tra nét tiết tác phong công chí. Công chí xòe tay, tôi kiểm tra móng tay. Đơn vị đã trang bị lò hơi, lò hơi để công chí tắm nước nóng. Do vậy công chí không phải lo lắng về vấn đề không có nước nóng để tắm. Nghĩ rõ chưa? Rõ. Tiếp tục. Đây là vật dụng gì? Cái này là cái xô, cái xô, cái xô, cái xô. Hồi nãy tôi định là nấu cái nước. Nước nóng, tôi đã nói các đồng chí. Nhắc lại một lần nữa, tất cả các doanh cụ các đồng chí đều sẽ được cấp sử dụng tập thể và cá nhân. Dạ, vậy tôi không cần xài cái này. Cồn, xịt khuẩn, khăn giấy, khăn giấy, khăn giấy ướt, khăn giấy khô. Người ta hay khó tính là phải sạch sẽ, phải gọn gàng. Cái gì nó phải vô cái đó, kiểu vậy. Hết chưa? Dạ hết rồi, tôi không còn gì. Mời đồng chí tôi. Đây là thùng đồ mẹ với lại người nhà tặng cho tôi. Mì, kẹo, sô-cô-la, ngũ cốc, trà gừng, cà phê sữa. Đồng chí tú dừng lại. Đối với các vật dụng chỉ mang theo là rất nhiều mì, tôm, sữa, ngũ cốc. Thì theo đồng chí là đơn vị có bảo đảm ăn uống cho đồng chí hay không? Tôi nghĩ đơn vị bảo đảm ăn uống, nhưng do quá trình tôi sinh ra và lớn lên tôi khó ăn, tôi sợ tôi ăn không được. Lực lượng quốc phòng bảo vệ đất nước, hàng triệu con người đều được bảo đảm ăn theo chế độ của quân đội. Người ta đều ăn được, đều phục vụ được. Do vậy, đồng chí Tú, những nội dung này tiến hành thu lại. Cho tôi xin giữ lại một cái này được. Là cái gì? Chai nước tương. Tại vì nếu như tôi không ăn được mấy cái khác thì tôi có thể ăn cơm với nước tương được. Nhắc lại đồng chí Tú như sau. Nhắc lại đồng chí Tú như sau. Nhắc lại đồng chí Tú như sau. Dạ, tôi hiểu rồi. Nội dung khác. Dạ, dầu xả, dầu gội, bông tắm, bàn chải đánh răng, kem đánh răng. Những cái vật dụng chung một mục đích cho chú dùng hết rồi, đủ chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. À,
đây gồm có thuốc. Thuốc này bạn. Thuốc gì? Bổ não. Dạ, thuốc bổ não. Tôi có tật khúc xạ và giác mạc của tôi rất là yếu, rất là khô, cho nên tôi cần phải đeo mắt kính cận với kính áp tròng thì tôi mới thấy đường để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi tiến hành nhắc các đồng chí nội dung thuốc liên quan đến các đồng chí có những biệt tiền sử về bệnh, các đồng chí giữ lại. Tiếp theo. Máy cạo lông mũi. Dạ, rồi tôi có đem theo cái micro tôi đưa cho ca sĩ hát, còn cái này tôi mang theo để trình diễn thời trang và chụp hình. Chơi trực tuyết. Ở miền Bắc nó lạnh thì chụp tuyết, chụp lên nó đẹp. Đây là chuyện nghiêm túc. Dạ. Nội dung gì? Có cái kính cận. Với lại tôi có đem một bức tấm ảnh. Đây là ảnh gì? Ý chung nhân. Đời em sẽ đẹp vì con. Tấm ảnh. Tôi mang theo để trong quá trình làm việc tôi gặp chướng ngại vật tôi có thể vượt qua. Hết chưa? Dạ, hết rồi. Vừa rồi tiến hành kiểm tra vật dụng cá nhân các đồng chí. Hỏi trong hàng các đồng chí đã tìm hiểu về môi trường quân đội hay chưa? Mời đồng chí Hoàng. Dạ, thưa đồng chí, tôi đã có tìm hiểu về môi trường quân đội ạ. Thế theo đồng chí thì những cái vật dụng các đồng chí mang theo như vậy có được sử dụng hay không? Dạ thưa đồng chí, có rất nhiều những đồ dùng cần thiết, cũng có những đồ dùng không cần thiết. Tuy nhiên là chúng ta sẽ phải thông cảm bởi vì các đồng chí khác là từ Sài Gòn ra. Còn lại, những cái này tôi cũng biết là ở trong môi trường quân đội đã có. Nhưng vì hai đứa em tôi nó cũng lặn lội mang đến tặng tôi nên tôi cũng mang tới để ít nhất lên hình cho nó vui. Sẽ lên hình cho nó vui. Đồng chí Hòa, chú ý. Thế theo đồng chí nhập ngũ chỉ để vui, để quay ảnh hay như thế nào? Dạ, ý của tôi không phải như vậy ạ. Ý là lên hình để cho hai đứa nó ở nhà xem là biết là tôi cũng có mang đến đơn vị để không phụ lòng hai đứa em. Là cho hai đứa nó vui chứ không phải là cho tôi vui. Còn lại, tất cả những đồ tôi mang tới đây rất gọn lẹ, hết. Mời chị Tú. Tôi cũng xin lỗi là tại vì tôi từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra và tôi cũng chưa bao giờ có trải nghiệm cũng như là tìm hiểu về môi trường quân đội trước đó, cho nên là gia đình tôi chuẩn bị cho tôi khá nhiều đồ và lĩnh kỉnh. Hết chưa? Dạ hết. Đồng chí Thơ có ý kiến gì? Tôi đem nhiều thứ lặt vặt, nếu mà ở đây có hết rồi thì tôi sẽ không cần tới ạ. Đối với các cái nội dung các đồng chí ý kiến sau tôi kết luận như sau. Thứ nhất, về điện thoại di động và các thiết bị thông minh, các đồng chí không được sử dụng. Thứ hai, các thiết bị về điện, các đồng chí không được sử dụng. Thứ ba, là các vật dụng liên quan như bát, đũa, xô, chậu đã được quân nhu bảo đảm. Trong môi trường quân đội, các đồng chí không sử dụng trang điểm, những vật dụng liên quan đến quần áo dân sự, các đồng chí để tiến hành thu lại. Ngoài ra, về vấn đề thuốc, quân y sẽ bảo đảm sức khỏe cho các đồng chí. Trừ trường hợp các đồng chí có tiền sử về bệnh, những loại thuốc liên quan và cần thiết cho phép các đồng chí giữ lại. Còn thực phẩm chức năng, cơ bản đồng chí Tú rất nhiều thực phẩm chức năng, các đồng chí không được giữ. Các đồng chí được phép giữ 5 món đồ cần thiết. Ngoài ra, những món đồ khác các đồng chí gửi để thu giữ. Đồng chí Tú. Vậy cho tôi hỏi cái kính áp tròng và nước nhỏ mắt có tính không ạ? Hay là tôi được phép giữ lại? Cái nội dung này đã quán triệt rồi của đồng chí.
được tính là tiền sử bệnh, đồng chí được sử dụng giữ lại. Dạ. Sau đây, các đồng chí có thời gian 5 phút để tiến hành giữ lại những vật chất các đồng chí cần thiết. Hết thời gian. Tôi sẽ kiểm tra và thu giữ những đồ đạc. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Dạ rõ. Bắt đầu. Xin lỗi hai em nha. Không đồng mang gì vào hết. Đồng chí Độ tiến hành cắt hai cái móng tay của ngón tay út. Đồng chí rõ chưa? Rõ. Đồng chí Tú cắt móng tay của ngón tay cái. Hai ngón tay cái, hai ngón tay trỏ. Và tháo nhẫn, cất. Đồng chí rõ chưa? Đồng chí Khánh thì chỉnh sửa lại gần như là toàn bộ các móng tay. Đồng chí cắt cụt và sắt và phần thịt như tôi. Dạ vâng ạ. Rõ. Của đồng chí Thạch thì cơ bản đảm bảo. Đồng chí Tú bỏ mũ xuống. Đối với tóc, đồng chí Độ cắt lại tóc. Đồng chí Tú thì sửa lại bấm mai, bấm gáy và cạo là sẽ được. Đồng chí Khánh và đồng chí Thạch thì ta phải cắt lại tóc. Đối với đại hạ sĩ quan chiến sĩ nam, ta phải tổ chức đầu tóc gọn gàng, cắt tóc 3 phân theo đúng quy định. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Năm món là năm món gì vậy? Đồ trang điểm cũng không tính luôn. Thực ra là em đã gội một cái loại dầu gội đầu mà 7 ngày không gầu không ngứa. Trời em hồi hộp quá, vô cái môi trường này không phục, không hợp. Không hợp quá. Mình mới vào mà mình phải làm quen chứ. Sợ. Bang. Các chị đứng dậy. Các chị đứng dậy. Bây giờ anh kiểm tra lần lượt từng đồng chí. Từ đồng chí Phương. Báo cáo đồng chí, tôi xin phép được giữ lại miếng dán nhiệt, một nước hoa, một cây răng bụi, sữa tắm, túi đồ make up. Các đồng chí chú ý này. Ngoài những đồ vệ sinh cá nhân và những dụng cụ các đồng chí cần thiết, dụng cụ make up đồng chí không sử dụng. Vậy tôi bỏ lại đồ được không ạ? Giữ lại một cây son được không ạ? Một cây son chỉ có thể vâng. Một trong năm món đồ. Vậy bỏ nước hoa lại cho tôi xin một cây kẻ chân mài với một cây son ạ. Xin hết ạ. Được, đồng chí về vị trí. Vâng, cảm ơn. Đồng chí Tú. Dạ. Đồng chí đang thực hiện nội dung gì? Dạ, xóa ảnh đồ. Tôi nhắc các đồng chí là ở tại vị trí chuẩn bị các vật dụng. Đã có thời gian chuẩn bị, không phải đồng chí cơ động trên giường để ngồi. Dạ, tôi xin lỗi. Tiếp theo, mời đồng chí Hòa. Thưa đồng chí, ở đây tôi có 5 món ạ. Đây là son, đây là che khuyết điểm, đây là dưỡng ẩm, đây là dưỡng ẩm da ban ngày, và đây là sữa rửa mặt ạ. Được. Hết chưa? Hết. Tôi có son. Son, 1. Chống nắng, đồng chí có thể cho tôi sử dụng combo đó mà. Đồng chí được chọn 1 trong 2. Đồng chí Thơ khẩn trương. Dạ. Nước hoa với dầu thơm ạ. Tiếp tục. Tôi chỉ còn cái thuốc. Thuốc đau bụng rồi nói. Đồng chí không giữ. Nhưng tôi uống thuốc này nó hay hơn, nó hiệu nghiệm liền á, tôi sợ không kịp. Tôi đã nhắc lại với đồng chí, lần này lần thứ 4 là nội dung thuốc quân y sẽ bảo đảm cho các đồng chí. Còn vật dụng gì khác? Với lại kẹo rồi hết. Không sử dụng. Cái tôi chơi lạnh tôi bị ho, cho tôi để bên cạnh được không ạ? Đồng chí Thư chú ý như sau. Tôi đã nhắc đến lần này lần thứ 5 là tất cả các vật dụng liên quan đến thuốc quân y sẽ bảo đảm, trừ trường hợp các đồng chí bị bệnh tiền sử. Đồng chí bớt giận, tôi bỏ lại. Hết ạ. Những vật dụng cần thiết đồng chí đã hết hay chưa? Dạ hết rồi.
Đồng ý Tú. Kem chống nắng, sữa rửa mặt, son với lại đồ dưỡng da, đồ dưỡng nhiệt. Hết chưa? Dạ hết rồi. Còn sau đây, các đồng chí đã để gọn những vật chất các đồng chí không được sử dụng ra phía trước. Đồng chí Nguyên. Có. Thế anh thu giữ lại, bàn giao cho đồng chí đại đội trưởng. Có. Bắt đầu. Đồng chí Tú. Tôi đã xong xin báo cáo nhưng mà tôi để quên bàn chải đánh răng ở khách sạn nơi tôi ở trước khi bước vô doanh trại rồi. Bàn chải đánh răng, bàn chải đánh răng, bàn chải đánh răng. Ủa gì vậy? Xin có thể cho tôi xin một cái. Nó rớt ở dưới làm giường. Nó rớt ở dưới làm giường. Dạ không, tôi đã tìm được rồi. Đồng chí Uyên, thu giữ. Các đồng chí khẩn trương chuyển vật dụng không cần thiết ra phía ngoài. Đồng chí Uyên. Có. Cơ động vào vị trí. Rõ. Sau đây tiến hành kiểm tra tác phong của các đồng chí. Trước khi kiểm tra, cho các đồng chí 3 phút tiến hành tẩy trang. Đối trường hợp tóc giả, mi giả, son hoặc phấn các đồng chí đều tiến hành tẩy. Kể cả móng tay các đồng chí có sử dụng móng tay giả, gỡ bỏ. Các đồng chí ở tại vị trí, sau đồng chí Uyên sẽ tiến hành đi lấy đồ tẩy trang cho các đồng chí. Còn sau 3 phút, tôi tiến hành kiểm tra tác phong của các đồng chí. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Rõ. Phải cắt à? Em cắt chứ. Em... Trong hàng các ông chí không trao đổi nói chuyện. Ông chí Thạch, bám đội hình. Hai đồng chí vào trong nhà. Có thể cắt tóc tôi giống như đồng chí này không ạ? Dạ, tôi cũng muốn cắt tóc giống đồng chí này ạ. Tìm em có hết đầu đinh, hết đầu môi và đầu ba giá. Nếu như anh xả ba má thì em chảy cho anh 5 năm. Nhưng mà anh em sẽ cắt anh đầu xoay bát. Còn nếu như anh mát mát á, cạo chui lưỡi luôn. Tóc đồng chí là ai cắt ạ? Đồng chí Khánh cắt đầu môi ạ. Em đang sợ lắm đây. Mặt đồng chí Khánh căng thẳng đấy. Dạ. Sao mặt đồng chí căng thẳng vậy? Tôi chưa làm quen lắm với kiểu tóc này. Đồng chí Tuyên cắt tóc cho cắt ngắn xuống một chút nữa. Đây sẽ là lần đầu tiên các đồng chí được trải nghiệm với mái tóc 3 phân trong quân ngũ. Cắt xong các đồng chí sẽ cảm nhận nó sẽ khác. Cắt xong các đồng chí sẽ cảm nhận nó sẽ khác. Cảm nhận nó sẽ khác. Cứng. Không nhận ra Duy Khánh ngay này này. Chuẩn bị đây này. Hình ảnh cô giáo Khánh đã biến mất. Em về em phải đổi tóc giả đi quay nè. Anh chưa bao giờ để đoạn này luôn á. Anh để đi, anh sẽ thấy được thứ nhất nó mát. Thứ hai nữa là nó sẽ làm cho mình kiểu mạnh hơn cực kỳ ấy. Để cái tóc ngắn nhìn mạnh cực. Với cả nó đỡ rườm rà ấy. Mình bơi lội hay là mình chơi thể thao nó cũng đỡ hơn. Mình tập luyện nó cũng dễ hơn ấy. Tôi quan sát Duy Thạch vẫn thấy lo lắng vậy. Tôi lo không biết kiểu tóc có hợp với gương mặt của tôi không. Và những người gia đình tôi có nhận ra tôi hay không ạ? Đồng chí yên tâm rằng mái tóc sẽ hợp với lại tất cả quân nhân nam. Anh để thẳng cái đầu đi anh Thành. Đừng né. Né là lệch đó. Oh no. Anh ST là anh ấy sợ cái tông đơ đấy. Làm gì anh né tông đơ vậy ST? Sợ. Còn ngán quá. Nãy anh nhìn thủ trưởng mình buồn cười quá. Còn nó ruồi y hệt anh. Cái này đúng không? Ừ. Nani? Tóc bạc này là do máu hay do cái gì sao sớm đấy?
Do nghèo anh. Do nghèo anh. Xạo, cái này là xạo không chịu được này. Làm cày khủng khiếp nhất và tiền donate cũng nhiều nhất thì một tháng được đâu đấy rơi vào khoảng 13 hay 14 triệu. Sau đợt đấy thì qua Tết thì nó lại trùng xuống. Một tháng lại quay về như cũ. Tháng 5 triệu rưỡi, 6 triệu. Tuổi nó thấp và thôi mà. Cái này là cái gì vậy ạ đồng chí? Tạo bột để tặng cho đội bác. À dạ. Em vẫn thuốc không cho một tóc nữa. Thuốc không cho một tóc, không cho một tóc nữa. Bình thường mà đi cắt tóc không có cái này à Khánh? Dạ, người ta xài bằng bột á anh. Mình là bắt buộc phải có anh nhỉ? Ừ. Ngoài miền Bắc này, cái này bình thường. Nào mà không có nước người ta liếm. Liếm xung quanh. Đấy là kiểu chỗ người thân thuộc thôi. Kiểu anh em mà kiểu quen biết thôi. Cắt lâu rồi này chắc không. Thay đồ cắt theo nha. Thế này là đủ 3 phần rồi này. Đúng không? Ui dồi, ngắn hơn nữa. Ngắn hơn nữa, đấy, thấy 3 phần rồi. Đồng chí đo thử xem. Đồng chí ơi, tôi thấy là bây giờ đồng chí cắt ngắn nữa thì trông tôi giống trộm cướp thật đấy. Ấy, vừa nói xong đồng chí lại cắt ngắn nữa rồi. Khi dưới 3 phân rồi. Đồng chí ơi, bây giờ có một cái sợi tóc ấy bị cắt nhỏ bị vào mắt rồi thì làm cách nào để cho ra? Gian bằng nước à? Nước sạch à? Chứ thổi không được rồi đấy, nó bị to quá. Đi ra. Bị tóc ghim vào trong mắt nên là có thể xin ra chỗ có nước toilet được không ạ? Dạ vâng ạ. Đây đây, bên này anh làm một cái sợi dài luôn nha. Đừng dụi. Dụi nó chọc vào cái đấy. Anh coi nè, vẫn còn nhá. Anh chấm bằng tay anh nhá. Chịu khó nhá. Úi dồi ôi em ơi. Vãi không? Em nhìn đi. Thế à? Đồng chí lấy thước ra xem, đúng 3 phân. Đề nghị đồng chí đậu không giữ môi ạ. Mình là quan lên ạ. Các chí đằng sau quay. Vị trí giường cụ thể các chí như sau. Đối với vị trí giường phía trên, thẳng tay tôi chỉ, là giường của đồng chí Cẩm Thư. Phía dưới là của đồng chí Hoại Phương. Tiếp theo, giường phía trên bên trái của các đồng chí là giường của đồng chí Minh Tú. Phía dưới là của đồng chí Hòa. Giường đồng chí nào thì bao lô quân trang ở vị trí đó. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Sau tại vị trí các đồng chí làm công tác chuẩn bị để tên anh tẩy trang. Đồng chí vẫn thấy dài. Đúng, thế này thôi. Có ai bảo đồng chí Sung là đồng chí cắt tóc trông đẹp chưa? Ê! Đồng chí ơi, cái chỗ đấy đừng cắt được không? Nó là tóc tơ sau nó lên chậm đấy. Đồng chí có biết là tôi nuôi 10 năm nó mới dài bằng đấy không? Nãy đồng chí cắt rồi đẹp. Chấm nghe dẹt phát rồi. Đồng chí nhớ đừng cạo bọn trên nhá. Đồng chí hứa đấy, trong mặt đồng chí muốn cạo lắm. Đấy, đồng chí lại cạo vào đấy rồi, tôi biết ngay mà. Thế đồng chí là sinh năm rắn à? Thế đồng chí kém tôi đúng một giáp luôn đấy. Ừ, nhưng mà đồng chí vừa cạo mất mấy sợi lông tơ của tôi rồi. Tôi bảo đồng chí rồi, đồng chí cứ cười. Cái đồng chí hôm nay cắt tóc cho em cũng đồng chí cũng vui tính, cũng biết gieo hy vọng những người khác anh. Từ đầu đồng chí cắt có một nửa trông dài lắm.
Em bảo nghĩ trong đầu và ở trong nhà cũng được, coi như tỉa gọn tí. Lúc sau đồng chí nghĩ là đồng chí lại cắt ngắn thêm tí nữa. Xong em tưởng hết rồi thì về sau nó thành như này em. Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất Thái Bình từ bao giờ mà trong nắng trong mưa. Cảm ơn đồng chí. Mà trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi. Báo cáo đồng chí, tôi cắt tóc xong rồi ạ. Đồng chí thấy mái tóc mới của mình như nào? Dạ, trông rất buồn cười ạ. Tôi thấy đẹp mà. Đồng chí quan sát tất cả hạ sĩ quan chiến sĩ nam trong đây cắt tóc đều như đồng chí. Cắt tóc 3 phân tạo ra một tính thống nhất. Và các đồng chí quá trình hoạt động cường độ cao, mồ hôi da nó vệ sinh nó rất là dễ dàng, nó không vướng. Đồng chí kia ở Bắc Giang đúng không? Vừa thấy anh Độ hỏi. Đồng chí kia ở Bắc Giang còn bạn. À bạn Hưng Yên hả? Chỗ nào Hưng Yên á? Văn Giang. À. Mình ở Thái Bình. Trong sư đoàn mà lại có cả những người chiến sĩ mà họ có tay nghề rất là tốt. Bởi vì mọi người có thể nhìn cái tóc của em thì em thấy là em rất là hài lòng. Một kiểu tóc mới chưa bao giờ để trong đời. Biết đâu cắt xong thì lại thấy đẹp. Để luôn thì sao? Thấy trang kìa mọi người. Dạ. Đúng rồi, có 3 phút đó mọi người. Ê nhanh đi, có 3 phút quá, đừng có đứng. Trời ơi, sáng nay có làm gì đâu tự dưng mặt thành make up vậy trời. Hình ảnh sẽ được đạp đổ từ đây nha mọi người. Tự nhiên bôi hết đường công danh sự nghiệp đi luôn rồi nó đi xuống. 3 phút đó mấy bà ơi. Các chị xong hết chưa? Rồi ạ. Mời chị Tú. Xin thưa, tôi đã xong phần tẩy trang phần gương mặt của tôi, nhưng phần móng tay của tôi không thể nào tẩy được trong 3 phút. Nhưng mà tôi đã cố gắng cắt nó gọn nhất để nó bằng với móng tay thiệt của tôi. Cái nội dung này tiến hành kiểm tra và nhắc đồng chí. Các chị xong hết chưa? Hết. Tôi kiểm tra lần lượt từng đồng chí. Với đồng chí Tú, đồng chí bỏ tóc. Đồng chí đưa móng tay về phía trước. Với tóc của đồng chí Tú là màu tóc không quá nổi, không cần thiết phải nhuộm lại. Còn móng tay của đồng chí thì do đồng chí sử dụng sơn nên trong quá trình học tập tại đơn vị, thời gian nghỉ kết thúc ngày hôm nay phải khắc phục xong nội dung về móng tay. Bỏ đây xuống. Đồng chí Thơ, cái móng tay của ông chí Thư là tên anh Sơn Nhũ. Bỏ tay xuống. Chứ bản đồng chí Hòa cũng như vậy. Về màu móng tay thì nội dung này không nhắc lại. Dạ vâng. Đồng chí cởi dây buộc tóc. Được. Về kiểm tra tác phong, các đồng chí đã tiến hành nhắc nhở trực tiếp trong ngày hôm nay. Đến giờ điểm danh sẽ tiến hành kiểm tra lại xem các đồng chí đã khắc phục được hay chưa. Do vậy các đồng chí phải tận dụng thời gian giờ nghỉ giải lao hoặc giờ nghỉ trưa để đến khắc phục. Còn về tóc, quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí búi tóc bằng búi tóc đen. Cụ thể đồng chí Uyên đằng sau quay, các đồng chí quan sát tóc như tóc của đồng chí Uyên. Tóc được búi cao và búi màu đen. Đồng chí Uyên đằng sau quay. Đồng chí Uyên, tiểu đội trưởng sẽ hướng dẫn các đồng chí buộc tóc. Sau đây, để làm cơ sở đánh giá thể lực, chúng ta tiến hành chuyển nội dung.
Mong bên trái ra ngoài đường. Mong bên phải. Thưa toàn thể công chí, đối với hoạt động của quân đội, huấn luyện cường độ cao, thường xuyên liên tục, chủ yếu là huấn luyện thao trường, hành quân xa, mang vác nặng. Do đó, giờ tiếp theo, tổ chức kiểm tra thể lực đối với đại chiến sĩ mới. Nội dung: kiểm tra co tay xả đơn. Tư thế chuẩn bị: hai gối trùng thấp, mắt quan sát lên tay xả, hai tay công chí đánh về phía sau. Lên xạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tiêu chuẩn rèn luyện thể lực đối với chiến sĩ năm thứ nhất đạt yêu cầu 13 cái, khá 17 cái, giỏi 22 cái. Tôi hỏi các ông chí chiến sĩ mới, các ông chí ở nhà, các ông chí đã từng tập nội dung xả đơn này chưa? Có rồi. Anh Tú, tôi được 8 cái ạ. Đồng chí bỏ đánh xuống. Đồng chí Khánh, đối với bản thân đồng chí đánh giá có khả năng là nên được bao nhiêu cái? Tôi không dám nói trước, sợ bước không qua. Sợ bước không qua. Đồng chí chưa từng luyện tập nội dung xả đơn đúng không ạ? Đúng. Đồng chí cứ mạnh dạn khẳng định bản thân mình đi. Vậy thì tôi xin 5 cái, tôi xin 5 cái. Tại vì đồng chí Tú cao to hơn tôi mà được 7 đến 8 cái thì làm sao tôi hơn được ạ? À? Tôi nhắc chú ý đồng chí. Đồng chí không phải là xin. Tôi xin 5 cái. Mà đồng chí phải thực hiện. Đồng chí rõ chưa? Rõ. Đồng chí Độ, theo đồng chí có thể lên được mấy cái? Báo cáo đồng chí, tối thiểu là 5 cái. Được, đồng chí Thạch, theo đồng chí có thể lên được mấy cái? Tôi bình thường. Đồng chí Thạch chú ý, động tác báo cáo. Báo cáo, tôi bình thường làm được 5 cái, nhưng hôm nay tôi sẽ cố gắng làm được 13 cái. Tức là đồng chí ở nhà đã luyện tập nội dung xả đơn này rồi? Lúc trước thì có, nhưng sau này tay tôi bị chấn thương cho nên là tôi không có tập luyện nữa ạ. Tay đồng chí bị chấn thương như nào? Bị chật bàn tay ạ. Đồng chí bị thương lâu chưa? Dạ chắc cách đây mấy tháng tôi không nhớ rõ, tại vì thời gian vừa qua hơi biến động ạ. Cái vết thương của đồng chí đã bình phục hẳn chưa? Tôi nghĩ là tôi có thể làm được vừa sức của mình. Được. Sau đây ta tiến hành tổ chức kiểm tra từng đồng chí. Khi được gọi tên thì các đồng chí vào vị trí và thực hiện như đội mẫu đã thực hiện. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Nhìn bên phải. Không. Thôi. Đánh giá chất lượng sức khỏe của các đồng chí và có phương hướng rèn luyện trong thời gian tới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Sau đây tiến hành kiểm tra chỉ số ban đầu của các đồng chí. Nội dung kiểm tra: chạy 100m. Với nội dung chạy 100m, hỏi trong hàng, các đồng chí đã có đồng chí nào tiến hành chạy và kiểm tra hay chưa? Mời đồng chí Hòa. Thưa đồng chí, tôi đã từng thi chạy 100m hồi cấp 3. Đồng chí chạy có được nhanh không? Hồi đó tôi chạy khá là nhanh và đạt giải nhất. Cụ thể đồng chí có nhớ thành tích là bao nhiêu không? Dạ không. Giải nhất ở đây là ở phạm vi khu vực như thế nào? Đồng chí cũng khá là rộng, ở trong phạm vi khối 9, khối 10. Chúng ta
cùng với Hòa, Minh Di đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Cô lên trời ơi. Oh no 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 no, chi ba đi đâu đi đâu đi đâu, còn gà trống nơi gái ông mặt trời mới dậy. Đồng chí Phượng. Có. Tại vị trí, trả lời câu hỏi. Rõ. Báo cáo đồng chí, dạo gần đây tôi có tham gia tập boxing. Thì trước mỗi buổi tập tôi đều khởi động bằng việc chạy bộ trên máy chạy bộ. Trong vòng 30 phút thì hoàn thành được 1 km ạ. Báo cáo hết. 30 phút, đồng chí chạy 1 km. Vừa chạy vừa có kết hợp đi bộ ạ. Thời gian 30 phút đồng chí tính quãng đường trên máy chạy bộ là 1 km. Báo cáo đồng chí, xin lỗi tôi nhầm, tôi chạy trong vòng 10 phút ạ. Các ông chí khác, các ông chí tập trung. Chạy 100m. Báo cáo chí Thư. Báo cáo đồng chí, chạy bình thường được không ạ? Không phải thi cử. Ví dụ hàng ngày đồng chí có chạy thể dục không? Dạ, lúc trước có. Hồi lúc tôi chạy là tôi học cấp 2, tôi chạy 6 km. Một lần chạy ông chỉ chạy 6 km. Nhưng có những khoảng thời gian nghỉ ngơi, đi bộ. Ông chỉ chạy trong khoảng bao nhiêu lâu? Dạ 4 năm ạ. Bao nhiêu lâu? Dạ lúc đó trong khoảng 4 năm. 4 năm. Nani? Theo nghiên cứu khoa học, ốc sên là động vật di chuyển chậm nhất hành tinh. Với tốc độ tối đa 1,3 cm một giây, ốc sên mất gần 1 ngày để đi được 1 km. Hôm nay, kỷ lục của ốc sên chính thức bị phá vỡ. Người ghi danh là Buka với tốc độ chạy gần 1 năm cho 1 km. Tôi nói là thời gian đồng chí chạy 6 km chứ không phải là thời gian rèn luyện. Tôi không rõ, nhưng lúc đó là tôi thức dậy vào lúc 5:30 sáng và khi tôi chạy hoàn thành về đến nhà là khoảng 6:30, 6:45 gì đó là tôi chuẩn bị đi học. Thì nghĩa là đồng chí chạy trong khoảng 1 tiếng. Dạ. Đồng chí Thơ chú ý, trong quá trình trả lời câu hỏi đồng chí không có dạ, chỉ có hoặc rõ. Các đồng chí nghe và cũng nắm nội dung này luôn. Các chị rõ chưa? Rõ. Mời Duy Tú. Có. Tại vị trí trả lời câu hỏi. Xin báo cáo, tôi không có thói quen. Nhắc lại là không có xin báo cáo, mà chỉ có là báo cáo đồng chí trung đội trưởng hoặc báo cáo đồng chí đại đội trưởng. Rõ. Các chị không dùng từ ngữ thừa. Rõ. Thực hiện lại. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, tôi không có thói quen chạy bộ. Đồng chí có hay tập thể dục không? Dạ không. Có. Đồng chí hay tập thể dục là tập bằng cái biện pháp như thế nào? Đồng chí tập yoga hay là tập tạ? Tập tạ. Tập tạ. Boxing. Đồng chí Tú có năng khiếu về boxing, về các động tác võ? Dạ chị không có. Dạ. Yêu cầu đồng chí khi trả lời câu hỏi nghiêm túc. Có kinh nghiệm 6 năm trong lĩnh vực tập tạ. Đồng chí có tin tưởng vào nội dung chạy 100m của mình không? Không. Tôi không chạy bộ bởi vì tôi có bệnh tim bẩm sinh. Đồng chí liệu có thực hiện nội dung này được không? Tôi sẽ cố gắng hết sức. Có thử thì tôi mới trả lời được. Được.
Như vậy là tất cả các ông chí đều có nền tảng về thể lực và có lòng tin là mình sẽ thực hiện được nội dung chạy 100m. Mời ông chí Khánh. Đó. Ông chí quay lại thực hiện nào. Có. Dạ. Có. Dạ, cho em xin lại ạ. Đồng chí Khánh. Có. Đồng chí có quyết tâm thực hiện đạt yêu cầu nội dung bài sàng không? Tôi quyết tâm và sẽ cố gắng hết sức ạ. Trung đội, các đồng chí cho đồng chí Khánh một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần. Đồng chí Khánh. Có. Vào sàng. Đồng chí Khánh. Có. Vào sàng. Đồng chí Khánh. Có. Đồng chí quay lại về hàng. Quân nhân khi gọi tên hô có, quay mặt về chỉ huy nhận mệnh lệnh. Khi nhận mệnh lệnh xong hô rõ. Đồng chí Khánh. Có. Vào sàng. Đồng chí Khánh cho chưa? Dạ. Đồng chí Khánh. Có. Vào sàng. Đồng chí quay lại. Tôi nhắc lần thứ hai. Đồng chí Khánh. Có. Vào sàng. Có. Chuẩn bị. Hai chân đồng chí chụp vào. Hai chân chụp vào. Hai chân chụp sát vào. Mắt quan sát vào tay xả. Lên xả. Đàm lên. Báo cáo, tôi sẽ làm lại ạ. Được. Mười ngày trước. Anh cũng biết rồi đó, em rất là yếu ớt. Nhưng mà em cũng hy vọng là vào trong đó thì cho em nương nhờ vào anh á. Nương nhờ vào anh. Thì anh có kiểu ôm em vào lòng không? Lại anh ôm vào lòng, ôm vào lòng, ôm vào lòng. Chuẩn bị. Mắt quan sát lên. Lên sạc. Ngón tay cái. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Đồng chí Khánh. Có. Tôi cho phép đồng chí Khánh nghỉ ngơi, lấy lại bình tĩnh. Sau khi ba đồng chí kiểm tra, tôi sẽ kiểm tra lại đồng chí Khánh. Đó. Chết rồi. Ngay bài đầu tiên mới vô mà hít như vậy là chết em rồi. Trong ba đồng chí còn lại, đồng chí nào xung phong nên thực hiện trước. Đồng chí Độ. Có. Vào sàng. Rõ. Theo đồng chí có thể lên được mấy cái? Báo cáo đồng chí, tối thiểu là 5 cái. Chuẩn bị. Lên sạc. Bắt đầu thực hiện. Đếm. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Công chí trung đội, công chí vỗ tay biểu dương tinh thần công chí Độ. Công chí Độ. Có. Mấy vị trí? Rõ.
Bất ngờ thì cũng không bất ngờ lắm, nhưng mà cũng cũng vui. Để sau đây, các chị quan sát. Đội bộ. Ồ. Ra vị trí. Đó. Báo cáo chi vụ trưởng, theo lời gọi, đội bộ có mặt. Hết. Mọi người có hỏi là có vào đó để mà được nhìn những cái thân hình vạm vỡ hay không, thì mình cũng trả lời là mình cũng có nhu cầu một chút. Mình đặc biệt thích những người mà cơ thể khỏe khoắn rồi nam tính. Ở trong đó nhiều lắm đúng không ạ? Ngày từng ngày em cứ bước theo người, giờ từng giờ em cứ dõi theo người, đợi một lần em sẽ bắt anh về. Chuẩn bị. Sẵn sàng. Chơi. Sao hài nhờ. Kết quả. Được. Vừa rồi cao trí đã quan sát cách tính thành tích cụ thể như sau. Đối tượng cao trí là nữ quân nhân mới thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Giỏi 15 giây 5. Khá 16 giây. Đạt yêu cầu 16 giây 5. Cao trí rõ chưa? Rõ. Đồng chí nào nhận định mình sẽ đạt kết quả giỏi? Mời cao trí. Đồng chí Hòa. Thưa đồng chí, tôi tự tin có thể đạt thành tích giỏi. Như tôi vừa công bố thành tích thì giỏi là bao nhiêu giây? Thưa đồng chí, 12 giây là 13 giây. 12 giây giỏi hơn kia chứ. Ủa? Không phải. 13 giây mà. Chắc chắn chưa? Đồng chí Hòa chắc chắn nội dung này chưa? Thưa đồng chí, tôi chắc chắn. Đồng chí Thơ, tại vị trí trả lời câu hỏi tương tự. Thưa đồng chí, tôi thấy anh vừa rồi chạy 13 giây mấy. Thấy anh vừa rồi. Cao trí chú ý. Thưa đồng chí, tôi thấy đồng chí Sự chạy vừa rồi là 13 giây mấy, nên tôi nghĩ là kết quả tốt nhất phải hơn anh ấy là khoảng 12 giây. Còn ý kiến gì khác? Mời đồng chí Phương tại vị trí trả lời câu hỏi. Rõ. Báo cáo đồng chí, theo thông tin tôi nhớ thì thời gian để đạt loại giỏi là 15:50 ạ. Đồng chí Tú có ý kiến gì khác không? Báo cáo đồng chí, theo như hạng mục dành cho quân nhân nữ, loại giỏi là 15:05. Hết. Được. Ý kiến của đồng chí Tú và đồng chí Phương là như nhau. Đồng chí Hòa. Thưa đồng chí, ý tôi là... Sao là ý tôi là? Đồng chí có ý gì? Câu trả lời của tôi vừa nãy là 13 giây hơn. 13 giây hơn. 13 giây. Nhưng so với quân nhân nữ là 15 giây. Và tôi nói 13 giây để tôi có ý chí vượt qua được 15 giây. Thế nghĩa là đồng chí Hòa đăng ký là mình chạy 100m 13 giây. Vâng. Thế vừa rồi đồng chí Hòa tiến hành đăng ký nội dung của mình. Ôi thôi chết, ôi thôi chết, ôi thôi chết. Tiếp tục, đề nghị các đồng chí khác đăng ký nội dung chạy của mình. Thành tích đạt được bao nhiêu giây? Thưa đồng chí, lúc nãy tôi ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Nghiêm túc trong quá trình trả lời câu hỏi. Tôi tưởng là hơn anh ấy là hay, nhưng mà hơn đồng chí Sự là hay. Bây giờ cho tôi đăng ký lại thời gian của mình. Thế yêu cầu đồng chí Thơ đăng ký chính xác nội dung của đồng chí đăng ký là bao nhiêu giây? 4 giây ạ. Tiếp tục, mời đồng chí Phương. Báo cáo đồng chí,
Tôi không chắc là mình sẽ đạt loại giỏi, nhưng sẽ cố gắng. Tôi xin phép được đăng ký 15 giây năm ạ. Hết. Mời Duy Tú. Báo cáo đồng chí, tôi không tự tin về phần kiểm tra này, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức đạt cái phần hạng mục hoàn thành ở mức 14 giây. Hả? Lộn. 17 giây. 17 giây là đạt yêu cầu, chính xác hay không? 15 giây. Đâu, 15 giây năm là giỏi, 16 giây là khá. 10. Nhắc lại, đối cao trí đạt yêu cầu 16 giây năm. Tôi xin lỗi bởi vì tôi không nhớ rõ. Nên là tôi đăng ký 16 giây năm. Ngoại trừ đồng chí Tú có tiền sử về bệnh tim, còn cao trí đều đăng ký là từ giỏi trở lên. Như vậy cao trí có quyết tâm để đạt thành tích như đăng ký? Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Đồng chí Hòa. Có. Làn số 1. Đồng chí Phương. Có. Làn số 2. Rõ. Hai đồng chí ra vị trí. Hai đồng chí làm công tác chuẩn bị. Xong báo cáo. Không thể chạy chân đất được ạ. Đồng chí không được chạy chân đất. Các đồng chí đều phải đi giày quân nhu để chạy. Báo cáo đồng chí, tôi xong. Đồng chí Phương có tự tin giành chiến thắng với đích trước đồng chí Hòa hay không? Không ạ. Sao lại không? Tại vì tôi thấy đồng chí Hòa sung quá. Khí thế là một điểm mạnh, nhưng sức mạnh lại là điều khác. Vâng ạ. Đồng chí Hòa. Có. Đồng chí có tự tin giành chiến thắng với đồng chí Phương hay không? Tự tin. Tự tin bao nhiêu phần trăm? 100%. Khí thế của đồng chí Hòa đã áp đảo đồng chí Phương rồi. Thực tế thì tiến hành kiểm tra. Chuẩn bị. Sẵn sàng. Kết quả giải một báo cáo, giải một thời gian về đích 18:13. Hết. Được. Giải hai báo cáo. Lần hai. Giải hai về đích 2:09:07. Hết. Được. 13 giây. 14 giây. Chết chị rồi. Duy Tú. Có. Bao xa? Có. Chuẩn bị. Tay ở phía dưới. Đối với bản thân đồng chí đánh giá có khả năng nên được bao nhiêu cái? Tôi được 8 cái ạ. Hết xa. Hai. Ba. Duy Tú chú ý thẳng tay xuống. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Dạ. Tú về vị trí. Rõ. Đối với đồng chí Tú
Có hai cái, đầu tiên đồng chí thực hiện không đúng kỹ thuật. Chú Tú chú ý thẳng tay xuống. Hai. Chuẩn bị. Mết sạc. Tay đồng chí bị chấn thương như nào? À, bị trật bàn tay ạ. Đồng chí bắt đầu thực hiện. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Em nghĩ là Thạch sẽ kéo được nhiều hơn. Bảy. Tám. Đúng rồi, công chí cổ vũ đồng chí Thạch. Đồng chí Thạch về vị trí. Đó. Công chí quan sát đồng chí Thạch vừa rồi là rất cố gắng. Kết quả đạt được 8 cái. Đồng chí Khánh. Có. Đồng chí đã sẵn sàng thực hiện lại nội dung kiểm tra chưa? Tôi sẵn sàng. Đồng chí có quyết tâm không? Tôi quyết tâm. Đồng chí quan sát. Có. Chuẩn bị, lên sạc. Cố lên Khánh. Được. Lúc mà em ngước lên em nhìn cây xà mà em choáng cái mặt mày luôn á. Cố lên em. Tôi không đủ sức à. Đồng chí bỏ tay xuống. Đồng chí về vị trí. Rõ. Em cũng giận bản thân mình lắm, nhưng mà em nghĩ là sẽ còn nhiều cái bài tập để mà mình cố gắng, để mà mình cải thiện về vấn đề sức khỏe, về thể lực của mình, và hơn hết là để mình chứng minh. Cặp thứ hai, tiến hành kiểm tra. Đồng chí Thư. Có. Làn xuất phát số 1. Đồng chí Tú. Có. Làn xuất phát số 2. Rõ. Các chị có tự tin là vượt qua thành tích của lượt thứ nhất hay không? Không ạ. À. Đồng chí Tú vẫn không tự tin vào bản thân mình có thể vượt qua được một trong hai đồng chí phía trước. Mời chị Tú. Tôi không tự tin vào bộ môn chạy sức bền. Hết. Chạy 100m là phát triển sức nhanh, không phải là sức bền. Sức bền các chí chạy cự ly là 3.000m. Đồng chí Thơ. Có. Đồng chí có quyết tâm vượt qua thành tích đồng chí Hòa hay không? Có. Nhưng kết quả như thế nào thì hên xui lắm. Nghĩa là như thế nào? Tôi mặc quần bị rộng, nó cứ tuột. Nội dung này tiến hành khắc phục cho tôi các chí sau. Tôi có ý kiến. Mời chú ạ. Báo cáo đồng chí Trung đội trưởng, tôi cảm thấy hai làn vạch xuất phát này đưa ra quá nhiều lý do. Tôi muốn hai chiến sĩ của chúng ta sẽ quyết tâm nhiều hơn để có thể vượt qua được số điểm của tôi, bởi vì số điểm của tôi vẫn chưa đạt chuẩn. Tôi mong là sẽ có một người trong bốn chúng tôi đạt ít nhất là 16 giây 5. Hết. Ý kiến đồng chí Hòa rất xây dựng. Cũng mong muốn đồng chí Tú và đồng chí Thơ vượt qua thành tích lượt kiểm tra số 1. Báo cáo đồng chí Trung đội trưởng, tôi quyết tâm sẽ cố gắng vượt qua thành tích của đồng chí Hòa. Nhưng tôi mong muốn đồng chí Tú sẽ vượt qua tôi vì chân đồng chí Tú dài hơn. Chân đồng chí Tú dài hơn. Chân đồng chí Tú dài hơn. Từ sự tin tưởng của đồng chí Thơ và đồng chí Hòa, đồng chí Tú đã có quyết tâm để hoàn thành nội dung hay không? Tôi có quyết tâm hoàn thành mục tiêu được đưa ra. Quyết tâm. Vào vị trí. Cố lên.
tình thì kia. Trời ơi, ở bên cái phía bên này là tự nhiên cái có một cái gì đó nó cứ xải. Wow, wow, wow. Trời, trời ơi. Cứ nhìn vô cái băng vải trắng đó, phải chạy đến nó, cố lên. Em tự nói với bản thân mình, Tú, cố lên, cố lên, cố lên. Thành tích. Đội 1 báo cáo. Giải số 1. Đội 1 thời gian về đích 18-81. Hết. Giải 2 báo cáo. Giải số 2. Giải 2 về đích 16-13. Hết. Chị nói em chân dài, em sẽ chạy rất là nhanh. Trời ơi, chân dài vậy mà. Trời ơi. Nhận xét. Vừa rồi kiểm tra chỉ số ban đầu, nội dung kéo xà đơn đối với lại 4 đồng chí chiến sĩ mới. Về kết quả, đồng chí Độ 11 cái, đồng chí Tú 9, đồng chí Thạch 8, đồng chí Khánh thì chưa nên được cái nào. Đồng chí Khánh, đồng chí đứng tại vị trí đồng chí cho tôi thấy là nội dung này nó có quá khó khăn không ạ? Báo cáo, nội dung này tôi chưa từng trải nghiệm và tôi cảm thấy nó khá khó khăn với tôi. Vì thể lực của tôi không tốt và tôi có tiền sử phải mổ xương lồng ngực ạ. Nên là tôi không hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bài nội dung này. Tôi sẽ cố gắng làm tốt ở những bài nội dung sau. Được. Bên trái. Quay. Lực lượng chiến sĩ mới đứng lại. Lực lượng chiến sĩ mới đứng lại. Đồng chí Độ. Có. Đồng chí cho tôi biết, vừa rồi tôi đã quán triệt nên xá đơn bao nhiêu cái thì đạt yêu cầu. Báo cáo đồng chí, 13 cái đạt mức trung bình, 17 cái đạt mức khá, 20 cái đạt mức tốt. Đạt yêu cầu 13 cái, khá 17 cái, giỏi 22 cái. Đồng chí còn thiếu bao nhiêu cái nữa thì đến được mức đạt yêu cầu? Báo cáo đồng chí, đúng ra là 3 cái. Đồng chí Tú, thiếu mấy cái nữa? Tôi thiếu 4 cái để đạt mức tiêu chuẩn. Đồng chí Thạch, thiếu bao nhiêu cái? Tôi thiếu 5 cái ạ. Được. Để thể hiện quyết tâm rèn luyện trong thời gian tới, các đồng chí thực hiện nội dung chống đẩy bù vào những cái xa mà các đồng chí không nên được. Các đồng chí có thực hiện được không? Thực hiện được ạ. Đồng chí nào chống đủ cái số thiếu của mình thì tự động đứng dậy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Mười ba, 14, 15, mỗi tập. Kết thúc buổi kiểm tra ngày hôm nay. Sau đây ta tiến hành cơ động với đơn vị. Một mình đồng chí Tú, quá trình kiểm tra đã đạt yêu cầu. Đề nghị các đồng chí cho đồng chí Tú một tràng vỗ tay. Mời chị Tú. Nhờ sự cổ vũ của tất cả các đồng chí còn lại, cho nên tôi cố gắng hết mình. Chứ 2/3 đường, đầu gối tôi chạy hết nổi rồi. Đồng chí Tú đã vượt qua chính bản thân mình. Cái tiền sử về bệnh tim đối với các bộ môn vận động mạnh cũng là một chướng ngại rất lớn. Thứ hai là tinh thần của đồng chí Tú ngay từ đầu cũng rất thấp. Nhưng khi có sự động viên của tất cả các đồng chí khác, quá trình thực hành kiểm tra đạt thành tích tốt nhất. Các đồng chí lấy tinh thần của đồng chí Tú và lấy hành động của đồng chí Tú làm bài học, tiếp tục quá trình thực hiện công tác tại đơn vị. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Mọi thứ cuốn như là cuốn một lá chiếu. Vội quá. Không, không kịp định hình gì đâu. Tối ngủ chung được không hay là ngủ chung? Ngủ thêm một giường nó nhỏ xíu à.
khó. Sao mê ai đây mà đòi ngủ chung? Sợ mẹ. Sau đây các đồng chí lấy mỗi người một cái ghế, sau đó chúng ta ngồi đây chúng ta sẽ sinh hoạt một chút. Có tên đấy. Không thay đổi đây. Ui ghế cũng có từng người một à? Ui. Ngồi ngọt đều là gì nhỉ? Em không học thuộc được ấy. Lời bài hát em không thuộc. Anh nghĩ đó không phải nhớ. Xuống ba lô. Cơ động cất vũ khí trang bị. Thực sự cả đồng chí là ngày xưa vợ tôi tán tôi xong rồi lấy luôn. Hỏa nó đạp xúc chi dép em rồi, chút đi rượu. Nâng súng nhìn phải. Chào. Nâng chân lên. Vừa rồi trong hạng, một đồng chí cười khi đội hình của trung đội 3, đồng chí cơ động hát khi điên cường. Nào đồng chí nào.